Đây là một cuốn sách điều trị về vật lý của bác sĩ Lê Quang Khanh, và mình vì mình không phải là tác giả cho nên mình xin đọc lại để nó tránh cái sự hiểu nhầm hoặc là tránh sai sót. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái phương pháp mà chúng ta dùng điện, chúng ta giảm đau, dùng điện để chúng ta chữa bệnh. Để giảm đau thì người ta sử dụng các kích thích điện với tần số thích hợp để gây nên các dạng co giật, phối hợp với có thể là phối hợp với thuốc ấy, để giảm đau, làm thư giãn và làm tăng cường cái quá trình vận vận mạch. Đấy. Để có tác dụng nông thì người ta sử dụng tần số thấp. Đấy. Dòng thấp tần bao gồm là dòng siêu kích điện và dòng diadiamic. Ngược lại, dòng trung tần thì có tác dụng sâu tốt hơn và bao gồm là dòng giao thoa và dòng xung điều biên. Các máy hiện đại thì nó có nhiều cái dòng giảm đau, nhưng mà tác dụng sinh lý và cái phương thức điều trị cũng giống nhau, về nó cũng giống như những cái dòng cơ bản mà đã có trước đây thôi, đúng không? Dòng siêu kích thích điện, xoa bóp điện, người ta gọi dòng đó là dòng trapez, tức là dòng xung hình chữ nhật. Thời gian tác dụng, các bạn nhớ thời gian tác dụng là 2 mili giây và thời gian nghỉ là 5 mili giây. Nhớ cái thời gian này, cái cột mốc thời gian này nó rất là quan trọng. Tác dụng là 2 mili giây và nghỉ là 5 mili giây. Áp dụng điều trị thì sử dụng, người ta sẽ sử dụng cái tấm điện cực ấy, cái điện cực tấm đặt ở hai bên khớp hay đặt theo chiều dài của cột sống. Đấy. Chú ý là tắm nước đối với các vật đệm, chúng ta phải tắm nước để nó tránh cái trường hợp là nó bỏng bệnh nhân hoặc là nó gây ra nó không tốt cho cái vấn đề mà chúng ta điều trị liệu. Khoảng cách giữa hai điện cực không được nhỏ hơn 3 cm và không vượt quá 15 cm. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như mà nhỏ hơn 3 cm thì sẽ gây ra hiện tượng bỏng cho bệnh nhân, và vượt quá 15 cm thì nó không tác dụng tốt cho bệnh nhân được. Theo mình suy luận là như thế. Cường độ dòng điện thì nó phụ thuộc vào cái khả năng chịu đựng của từng người. Tăng nhanh cường độ từ 8 cho đến 12 mA. Đấy. Rồi dừng lại, đợi cho tới khi mà cảm giác dòng điện nó giảm thì nó tăng dần lên tới mức tối đa. Cường độ tối đa thì nó phụ thuộc vào độ lớn của điện cực. Đấy. Thời gian điều trị là khoảng 15 phút và điều trị trong hàng ngày. Cường độ tối đa thì nó phụ thuộc vào độ lớn của điện cực nhé. Ứng dụng điều trị thì nó tác dụng là giảm đau. Và trong cái giảm đau trong trường hợp nào? Trong trường hợp là thoái hóa khớp, viêm sụn xương, viêm quanh khớp vai, chứng đau phổ biến nhất là đau lưng cấp mạng. Còn riêng cái dòng diadiamic này thì nó như thế nào? Đây là người ta gọi là dòng Betna. Dòng này thì nó là dạng hình sin, tần số thấp. Bạn có thể tra trên Google ấy, hình sin nó như thế nào. Đấy. Tần số thấp là tần số khoảng 50 chu kỳ trên giây. Đấy. Và hoặc là 100 chu kỳ trên một giây. Dùng riêng lẻ hoặc là biến đổi thành các dòng khác nhau thì người ta dùng dòng hình sin một pha cố định, tần số là 50 chu kỳ trên giây, dùng hình sin hai pha cố định, tần số là 100 chu kỳ trên giây, dùng hình sin một pha có nhịp nghỉ. Ở đây chúng ta lưu ý các ký hiệu của nó: MF, DF và RS 50. Dòng
dòng điện biến điệu chu kỳ ngắn, người ta gọi là CB, áp dụng điều trị. Để điều trị thì người ta dùng điện cực tấm và có thể đặt đối diện ở hai bên khớp. Cái này là ban ban nãy đã nói rồi đúng không? Đấy. Trực tiếp hay là ngay trên vòng trên cái vùng đau đấy, cường độ dòng điện thì cần phải tăng dần cho đến khi mà cảm giác bệnh bệnh nhân có thể chịu được. Cái dạng DF nó gây ra một tác dụng rung mạnh và không đau. DF trong trường hợp nào? DF đây. DF là dòng điện hình sin 2 pha và 100 chu kỳ trên dây. Đúng không? Dòng DF này nó gây tác dụng rung mạnh và nó không gây đau. Dòng dạng CB thì nó gây ra sự gọi là cái xung xung động cộng với một sự co cơ do tác dụng của dòng dòng MF. Thì dòng CB mình vừa nói đó là cái dòng biến điệu chu kỳ ngắn. Còn cái dạng LB thì nó gây ra một sự rung động và sự co cơ. Dòng LB như ban nãy vừa nói là dòng điện biến điệu chu kỳ dài dài, chu kỳ dài đúng không? Đấy. Thì cần chú ý là bệnh nhân có cảm giác châm chích là dấu hiệu của cường độ dữ liệu điều trị. Ngược lại, cảm giác đau của cơn co thắt kéo dài, tức là có cảm giác đau của những cái cơn co thắt kéo dài là dấu hiệu của quá liều điều trị. Thời gian điều trị ngắn khoảng cỡ 15 phút thôi, không nhiều, kéo dài trong khoảng là 10 ngày. Ứng dụng điều trị thì dòng DA Dynamic này được áp dụng điều trị cho trong các trường hợp là chấn thương bong gân, trật khớp, tụ máu. Đấy. Hoặc là chấn thương khớp như thoái hóa, viêm quanh khớp vai, đau lưng, các trường hợp là đau dây thần kinh. Đấy, thì chúng ta có thể xem đồ thị biểu diễn dòng MF, DF, RF50, RF100, CB, LB. Đây là các dòng điện hình sin tần số thấp. Dòng ten. À, đây là cái dòng được điều trị khá là nhiều. Thì được gọi là dòng kích thích thần kinh điện qua qua da. Dòng ten là cái dòng xung có hình chữ nhật và được truyền qua da thông qua các tấm điện cực phẳng ở trên da đấy. Có nhiều loại máy sản sinh ra dòng ten khác nhau. Và cái người kỹ thuật viên vật lý trị liệu ấy, người ta sẽ nên biết cái thông số kỹ thuật để chúng ta chọn máy. Đối với dạng xung thì thường là hình chữ nhật. Dòng ten này thì nó thường là hình chữ nhật nhé. Các bạn nhớ kỹ như thế. Độ rộng xung. À, đây là cái phương pháp để chúng ta tính được cái tác dụng lên lên cái dòng điện lên trên trên da, được tính bằng micro giây và thường mặc định là khoảng 100 cho đến 200 micro giây. Đó là độ rộng xung của hình ten. Ở các thiết bị khác thì trị số độ rộng xung có thể biến thiên từ khoảng là 50 cho đến 300. Tần số thì nó thấp thôi, khoảng 20 Hz trên giây, khoảng 20 Hz, nhưng có thể cao lên đến khoảng cỡ 600 Hz. Tuy nhiên tần số khoảng 150 Hz thường là thường sử dụng nhất và thường mặc định ở một số thiết bị. Ở một số máy khác thì tần số có thể được thay đổi định kỳ, được thay đổi và định trước bởi cái người kỹ thuật viên. Cường độ thì tùy theo máy và cường độ dòng điện thì có thể thay đổi từ khoảng là 0 cho đến 60 mA. Đấy, từ khoảng cường độ thì nó khoảng từ 0 cho đến 60 mA. Các bạn nhớ như thế. Người bệnh hoặc là kỹ thuật viên có thể kiểm soát được cái cường độ này. Và người bệnh có được cái cảm giác kiến bò qua da, tức là đã đạt được yêu cầu. Đấy. Còn sự biến thiên về độ rộng xung, tần số, cường độ cho phép sự linh hoạt rất lớn trong việc chúng ta điều trị bệnh nhân có những cái cơn đau mãn tính. Tuy nhiên, về phương diện nghiên cứu thì nó lại tạo ra những cái khó khăn lớn trong việc xác định cái hiệu quả điều trị.
khi thông số điều trị của dòng điện có thể được thay đổi và lựa chọn một cách quá là rộng. Áp dụng điều trị thì vị trí đặc cực là một cái vấn đề được tranh luận. Các điện cực được đặt ở cái những cái vị trí như sau, ở các huyệt. Như chúng ta biết là huyệt là cái nơi mà nó nhạy cảm, nó dễ chịu tác dụng vật lý, tác dụng của dòng điện. Các điểm vận động hay là các điểm đau nhói ở những nơi mà cường độ đau là lớn nhất, tiết đoạn thần kinh phù hợp, đau dây ở các dây thần kinh ngoại biên nữa. Đấy. Có một vài khuyến nghị là nên đặt một cực tủy sống và một cực kia ở chỗ đau ngoại biên. Chúng ta nhớ cái kinh nghiệm này nhé, đây là cái kinh nghiệm đặt một cực ở tủy sống và một cực ở chỗ đau ngoại biên. Đấy. Dù lựa chọn vị trí nào để đặt cực thì điều tốt nhất là cái cảm giác của vùng da ở dưới và các điện cực phải phải toàn vẹn. Dù lựa chọn vị trí nào để đặt cực thì điều tốt nhất là cảm giác của vùng da ở dưới các điện cực phải toàn vẹn. Khi đó thì những cái kích thích cảm giác hướng tâm được tạo bởi dòng dòng ten đó, nó sẽ tác động lên vùng da và nó tạo ra cái hiệu quả lên 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 cái cơn đau, đúng không? Khi đặt cực thì người ta sử dụng dòng ten các thông số kỹ thuật như sau. Tần số là trong khoảng từ 100 cho đến 150 Hz. Độ rộng xung thì khoảng từ 100 cho đến 100 micro giây. Phương pháp này gọi là dòng ten cao. Với cường độ dòng điện thì người ta có cảm giác là tê rần hay kiếng bò. Nó nằm trong khoảng là 12 cho đến 30 mA. Những cái thông số dòng ten này được nêu lên ở cái khoảng kích thích cơ. Có thể điều trị lên khoảng 40 phút. Ứng dụng điều trị thì ten có thể được sử dụng để giảm đau, để loại bỏ những cơn đau ở cái hội chứng đau mãn tính. Ở đây chúng ta có một cái hình ảnh này. Đây là vị trí chúng ta đặt định cực ở phía ngoài khớp gối khi mà chúng ta điều trị bằng dòng ten. Chúng ta thấy đây một tấm và ở phía bên này một tấm nữa. Những tai biến và chống chỉ định thì dùng dòng ten có tần số cao và độ rộng xung dài để điều trị với những cái cường độ cơn đau kéo dài gây ra cái phản ứng điện phân ở dưới hai hai địa cực. Không được đưa dòng ten vào nơi có máy tạo nhịp tim. Đấy. Chúng ta lưu ý trong trường hợp này. Trong trường hợp nhiều người họ không hiểu và họ đặt cái dòng ten này vào máy tạo nhịp tim thì nó gây nhiễu loạn máy tạo nhịp tim và có thể gây ra tử vong cho bệnh nhân. Dòng giao thoa hay còn gọi là dòng Nemet, đây là một cái dòng tần số thấp uốn sóng sinh ra bởi hai dòng trung tần và cái tần số khác nhau giao thoa ở các tổ chức sâu của cơ thể. Tần số của dòng giao thoa thì bằng hiệu của tần số hai dây trung tần. Chúng ta nhớ cái công thức này nhé. Tần số của dòng giao thoa thì bằng hiệu của hai tần số trung tần. Đặc điểm của dòng này là phát sinh trong cái lớp tổ chức của chúng đi qua, cho nên là ít kích thích da và cho phép điều trị có chọn lọc ở cái nơi sâu như là cơ xương thần kinh. Đây chúng ta thấy này, cách chúng ta đặt cái dòng giao thoa của hai dòng trung trung tần, chúng ta thấy một bên người ta đặt hai bên cái tần số khác nhau, nó là hai dòng giao thoa. Dòng giao thoa nó tạo ra cái tần số là 100 Hz bằng hiệu của hai cái tần số này. Đây là hình ảnh thực tế. Áp dụng điều trị thì để điều trị người ta dùng cái bốn tấm điện cực đặt đối xứng với nhau từng đôi một qua cái vùng đau. Bốn tấm điện cực đặt đối xứng nhau từng đôi một qua cái vùng đau đấy và cùng một lúc cho hai dòng điện xung có tần số hơi khác nhau như như trong cái hình mà chúng ta vừa xem đấy.
cường độ dòng điện thì nó phụ thuộc vào cái khả năng của từng bệnh nhân. Nói chung thì tạo ra một cảm giác dễ chịu như là xoa bóp. Đó cũng là cường độ tới mức. Thời gian điều trị là khoảng từ 15 cho đến 20 phút, mỗi đợt là khoảng từ 10 cho đến 15 lần. Đấy, ứng dụng thì dòng này được sử dụng trong cái trường hợp là bong gân, tụ máu, thoái hóa, viêm khớp hay là sụn xương, rối loạn tuần hoàn ngoại biên và đau cơ. Và sau đây bác sĩ có đưa ra những cái câu hỏi trắc nghiệm như sau đây. Dòng siêu kích thích điện có tác dụng là gì? Giảm đau, kích thích cơ, giảm viêm. Thì ở trong này là đáp án đúng là có thể là đáp án A này. Mình nói có thể đó nhá, có thể là đáp án A này. Đấy. Các dòng giảm đau sẽ gây nên cái dạng co giật, dạng uốn ván có tác dụng là gì? Có tác dụng làm giảm đau, thư giãn cơ, làm co mạch, hoặc là làm giảm đau, tăng kích thích cơ và làm co mạch. Cũng có thể là cái đáp án này. Thì như thế các bạn có thể chọn ra cái đáp án phù hợp. Dòng siêu kích thích, tức là dòng Trabec, là xung hình chữ nhật, có thời gian tác dụng là 2 giây và thời gian nghỉ là 5 giây, đáp án A. Dòng diamide là dòng thường thì nó có hình hình chữ nhật trung tầng, hình chữ nhật tần số thấp. Theo mình đoán là như thế. Theo mình đoán là đáp án đúng là đáp án C này. Dòng giao thoa là một dòng có thấp uốn sóng. Dòng giao thoa được tạo bởi hai dòng trung tầng có tần số hơi khác nhau giao thoa với nhau. Hai dòng tần số thấp, tần số hơi khác giao thoa với nhau. Thì đáp án hoặc là đáp án B hoặc là đáp án C này thôi. Các bạn hãy comment ở phía bên dưới video ấy. Cái đáp án đúng là bạn có thể cho là như vậy. Dòng MF là dòng gì? Dòng MF là dòng gì? Dòng RS50 là dòng gì? Cái này mình vừa nói trong cái video ban nãy cho nên mình không nhắc lại nữa. Dòng LB là gì? Dòng CB là gì? Đấy. Dòng kích thích thần kinh điện qua da TEN dùng để làm giảm đau, kích thích cơ, phân bố thần kinh, điều trị những bệnh ngoài da, thì đáp án đúng có lẽ là đáp án C này. Thông số của kỹ thuật cái tần số TEN là gì? Nó là xung hình chữ nhật. Thông số kỹ thuật của dòng số TEN là độ động xung được tính bằng mili giây hoặc là micro giây. Thì đáp án đúng có lẽ là micro giây. Thông số kỹ thuật của dòng TEN cao thường là gì? Đấy. Đáp án đúng có lẽ là tần số nằm trong khoảng 100 đến 150, độ động xung là từ khoảng 100 cho đến 100 micro giây. Đây. Đáp án A. Khi điều trị bằng dòng TEN thì cường độ của dòng điện vừa đủ tạo ra bệnh nhân có cảm giác tê rần như kiến bò. Thì như thế chúng ta vừa tìm hiểu được những cái vấn đề liên quan đến chúng ta dùng dòng điện để chúng ta điều trị đau, và nó được ứng dụng trong cái trường hợp như thế nào. Thì các bạn vui lòng các bạn xem lại kỹ những cái video này, xem lại kỹ video này, xem đi xem lại nhiều lần, và các bạn có thể tải cái file mềm, cái cuốn sách của bác sĩ ở phía dưới cái đường link mô tả ở cái YouTube này. Đấy. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần tiếp theo nhé.